Một hộp kem là 100 cái hay là 50 cái thôi? 100, à đúng rồi.
Hôm làm hết chai luôn à. Thì uống nhiều á. Đừng nó lão rồi. Nhà có uống được bao nhiêu luôn rồi. Chạy uống rượu sữa rất ngon mà. Sợ gì? Không, bình thường mà. Đi đâu? Em muốn uống rượu gì? Mô, rượu sữa nó đâu liên quan. Ý là chị đang nói là rượu sữa. Nó đẹp da nè mà. Gì đâu, không ít. Một rượu nó rượu dành cho nữ đó. Thôi, cái nó thì thôi. Mà cái nó hình như chai nó chai mạnh này đó. Không, đậu là sẽ bị liền đó. Đợi gì chị lo xí, đợi chị lo xí rồi chị lo tiền đưa luôn quá. Mấy? Thôi được.